một bạc áo. Cha đất của Liên làm được 100% cho đất đến từ thiên nhiên. Cha đất của Liên không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường. Cha đất của Liên hân hạnh đại dạng chứ nhân đại. Tao tội gì kìa bay? Rồi đặt cơ. Tội gì
anh mẹ nè, là tao thấy được cái thằng này avatar có 69 lái à. Bây giờ tao lái cho mày thêm một lái nữa cả. Mày á, tao thấy ghen lên rồi. Nhưng mà điều đó không quan trọng. Tao mạnh, tao có quyền lực, tao không bắt nạt ai á, là quyền của tao. Còn điều quan trọng bây giờ đó đó. Dumbledore bắt tao đi dọn chuồng gà là tao 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 sao tao khảo à. Được rồi, tao sẽ cho mày thấy sức mạnh phép thuật của tao nè. Mario Zewo, Mario Zewo. Quần gì đâu con. Thôi được rồi, lần này tao không dùng phép luật nữa. Tao chơi tay đôi với mày nè. Mình lên đi. Trời ơi, tay ba không lỡ sai nhập lên. Mày lên đi con quỷ. Thôi mày đi, mày lên đi. Ai của mày là con trai mà. Nghĩ sao để con gái tao đánh? Nghĩ sao mày hả? Lần này coi như nó may mắn, tao tha mạng cho nó đó. Đi học đi, không thôi ông Dumbledore lại bắt mình dọn chuồng gà, khổ lắm. Tao xin lỗi mày lắm, đặc thù nó khổ lắm. Bao nãy giờ tao đánh mày chưa có được bao nhiêu hết trơn á. Motorola Toshiba. Cho tôi ngày xưa ngây ngô, cho
cũng phải đi chơi nữa.
cái chén. Này mẹ ăn gan hùm rồi hả? Trời ơi, gì lại cho con, xin lỗi vậy thì ra cho con. Tha cho mày hả? Tha cho mày rồi cái chén của tao có trở lại như xưa hay không? Mày đúng chỉ là thằng ăn hại. Nuôi mày á thì đổ tốn cơm tốn áo. Mà tao nói cho mày nghe, cha mẹ mày chết hết rồi, tao chỉ là người dân thôi mà. Bố mày nghĩ tao sẽ nuôi mày cả đời à? Mơ đi nha mày. Còn không con hồn dọn đồ biến khỏi đây ngay. Đừng gì. Không có đừng gì nữa đó. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày thêm phút giây đâu nữa. Không biết. Là chúa tể bóng đen. Tội.
là kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp xứ Ngô Huyền này. Ta xin tự giới thiệu, đó chính là Hội Cơ Mơ. Các ngươi đã biết sợ ta chưa? Vậy còn ngươi, ngươi có biết sợ ta chưa? Chưa. Tại sao? Tại sao vậy? Trời ơi, cuối cùng ta đã tìm được một người không biết sợ ta rồi. Tại sao? Tại sao ngươi không biết sợ ta? Cuộc đời ta có còn gì nữa đâu mà sợ. Bạn bè, gia đình đều hành hạ, ruồng rẫy ta. Nếu ta còn đang muốn chết đây này, nếu trong tay ta có lắm lá ngón lúc này, ta sẽ ăn cho chết ngay. Cuộc đời của ngươi sao mà nó chó cắn quá vậy? Thôi được rồi, ta sẽ giúp ngươi trả thù và đòi lại công bằng cho ngươi. Thật sao? Bằng cách nào? Quá đơn giản. Với quyền năng của ta thì nó vô cùng đơn giản. Được rồi, ngươi hãy xem sức mạnh của ta đây. Maria Ozawa. Tội tình gì à? Các ngươi nói các ngươi không có tội tình gì à? Cái con mẹ kế kia. Tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Tại sao mi giáp nhân thiết một bé tội? Nó dễ thương quá trời quá đất luôn rồi bà con ơi. Còn cái bay nữa. Tại sao vậy hả? Tao nhớ là hồi đầu năm thầy trong cái đó có phát cho bay một cái tờ nội quy, trong đó là không được ăn hiếp đánh đập bạn bè. Mà tại sao? Mà tại sao các ngươi lại hành động đó, bắt nạt nó vậy hả? Bà con có biết không, những việc làm của bọn chúng đây theo hiến pháp năm 2013 của Cộng hòa Xã hội Việt Nam thì bọn chúng đã vi phạm nghiêm trọng quyền và danh dự thân thể của người khác. Các ngươi đã biết tội của các ngươi chưa? Thôi được rồi, không nói nhiều các ngươi nữa. Các ngươi phải bị trừng phạt. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Motorola Toshiba. Được, được rồi chú tệ, được rồi, tha cho họ đi. Đủ rồi. Tôi có tội gì đâu. Tha cho bọn chúng. Tha cho bọn chúng. Rồi ai tha cho mi? Ta định còn, ta tình còn biến bọn chúng biến mất khỏi trái đất này nữa đây này. Không nói nhiều nữa, không nói nhiều nữa. Các ngươi phải chết. Hãy xem sức mạnh của ta. Trời ơi, ta qua. Các người thấy chưa? Mặc dù các người đánh đập nó, hành hạ nó, nhưng mà nó vẫn lấy thân mình che đạn cho các ngươi. Tâm hồn nó cao khiếm như vậy đây, vậy mà lại bị lũ người chó cắn các ngươi hành hạ. Nhiều lắm, mày tỉnh lại đi, người ta không quan hệ với mày đúng không? Cô ơi, con tỉnh dậy đi. Ý, tay nó kìa. Trời ơi, như trang phim Hàn Quốc tôi cõi luôn, trời đất mẹ ơi. Rồi đấy, nhớ giữ lời hứa đó. Ôi thần linh ơi, cảm ơn thần linh đã bạn hương lành. Còn mày dễ sợ mày luôn á.
Mẹ đi chết bỏ mẹ rồi. Mẹ đâu? Ồ, tao là phù thủy mà trong đấy, tao nói chứ. Trời đất ơi. Voldemort, sao sức mạnh phép thuật của ông lại không giết được nó vậy? Ta có biết đâu. Ta đi dùng sức mạnh mạnh nhất của mình rồi mà. Đây này. Nguyễn Long Não. Mà thầy công ngữ bên tiết kiệm đi. Đã tặng ta trước khi về đâu. Đã cứu sống ta. Các mọi người, không được bắt nạt tôi ở đâu đấy. Đúng rồi, cậu cứu mình mà, trời ơi. Đúng rồi, chị sẽ không bắt nạt con nữa đâu. Về ở với chị nha con. Về ở chỗ nào đi? Thì cũng sẽ vui lắm. Các người biết tội như vậy là tốt. Nhưng mà ta mà ở trên rãnh còn thấy các ngươi mà hành hạ đánh đập đó nữa là các ngươi của chúng ta nghe chưa? Dạ, chúng con biết rồi ạ, thưa Chúa Tể. Chưa ăn bún đậu mắm to.